một chiếc Toyota Land Cruiser, đời 2000 đang được giao bán trên sàn xe cũ với giá bán 235 triệu, tức chỉ nhỉnh hơn hai chiếc Honda SH160i bản cao cấp nhất cộng lại. Số lăn bánh không được người bán tiết lộ. Người bán cho biết, chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser 23 năm tuổi này vẫn hoạt động ổn định, máy số êm, gầm bệ chắc chắn không mục mọt dù đã trải qua hơn 20 năm vận hành. Xe mang màu sơn bạc, phần vỏ bên ngoài trông vẫn còn khá bóng bẩy. Tuy nhiên, với một chiếc xe sau 23 năm sử dụng, việc làm mới lớp sơn là điều có thể xảy ra. Bộ vành 5 chấu kích thước 16 in, đi cùng dàn lốp kích thước 275 70. Các trang bị ngoại thất khá cơ bản khi sử dụng đèn chiếu sáng dạng chóa, không có cảm biến trước sau. Toyota Land Cruiser đời 2000 có tên mã LC100, kích thước lần lượt đạt dài 5080mm, rộng 1940m cao 1880mm, trục cơ sở 2850mm, trọng lượng khoảng 2 tấn rưỡi. Bên trong xe bọc da ghế màu sáng. Sau khoảng 22 năm sử dụng, nội thất đã xuống cấp rõ rệt theo thời gian, ghế da xuất hiện những vết nhăn, độ căng bóng đã không còn như ban đầu. Người bán chia sẻ thêm rằng, da ghế là loại nguyên bản và hệ thống máy lạnh hoạt động vẫn tốt. Người mua lại chiếc xe này có thể bỏ ra vài chục triệu đồng để bọc lại da ghế. Tiện ích bên trong xe không có gì nổi bật, ngoài một màn hình trung tâm phục vụ giải trí ghế ngồi chỉnh cơ, núm gài cầu vẫn là dạng cần gạt truyền thống. Chiếc Toyota Land Cruiser đang được giao bán trang bị máy V8, dung tích 4.5 lít hút khí tự nhiên, công suất cực đại 245 mã lực và 410 Nm mô men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây là một mẫu SUV 8 chỗ ngồi thực thụ, vì vậy, những ai đang tìm một chiếc xe phục vụ gia đình đông người, rộng rãi, bền bỉ, không quan trọng vấn đề xe cũ và mức tiêu hao nhiên liệu thì chiếc Toyota Land Cruiser này là một lựa chọn có thể lưu tâm. Bù lại, với khối động cơ V8 và hệ dẫn động 4 bánh, xe có thể dễ dàng đi qua những địa hình khó, thích hợp với những ai thường xuyên phải di chuyển xa, đặc biệt là các tỉnh vùng núi. Đáng chú ý nữa là mức giá xe Toyota Land Cruiser đời 2000 này chỉ 235 triệu.